Cái tin phượng tự tử chết làm tôi sửng sốt không không thể nào đâu chắc là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi mới chiều hôm qua tôi còn gặp phượng lúc dừng chân mua cho con gái bịch nước mía ở ven đường mà lúc đó phượng còn hỏi tôi ê mày tin trên đời có ma không tôi thần người ra một lúc rồi trả lời tao cũng không biết nữa mà sao mày lại hỏi như vậy phượng nháy mắt với tôi hôm nào rảnh tao kể mày nghe tôi thấy hình như phượng còn muốn nói nhiều chuyện với tôi nữa nhưng lúc đó tôi vội vã đem bánh về cho con ăn rồi còn đưa nó tới lớp học thêm nữa nên không có thời gian để đứng lâu chuyện trò với phượng tôi và phượng ở cùng một thành phố trước đây hai đứa liên lạc thường xuyên với nhau lắm nhưng từ lúc tôi có con rồi công ty giao cho nhiều việc tôi không còn nhiều thời gian để dành cho phượng được nữa có hôm phượng tới chơi tôi cũng không tiếp đón chu đáo mà cứ phải vừa làm việc vừa chuyện trò. Chắc Phượng cũng nhận ra tất bật của tôi, nên thời gian sau này Phượng cũng ít đến. Phượng thì đỡ hơn tôi nhiều. Nó là nhân viên văn phòng, chỉ làm việc ngày có 8 tiếng giờ hành chính. Hai vợ chồng nó lại chưa có con, nên sau giờ làm việc hoặc vào các ngày nghỉ thì tha hồ mà rong chơi thỏa thích còn tôi mỗi tuần chỉ có một ngày chủ nhật mà cũng đâu khi nào được nghỉ trọn vẹn đâu tôi vẫn phải mang hàng đống hồ sơ sổ sách về nhà để giải quyết nhưng thỉnh thoảng tôi và phượng cũng gặp nhau đâu đó trên đường và trao đổi một vài câu còn lại chỉ là điện thoại tin nhắn hỏi thăm có lẽ nào chưa được 24 tiếng đồng hồ mà Phượng đã trở thành người thiên cổ. Phượng với tôi là bạn thân hồi học cấp 1, có chuyện gì vui buồn hai đứa đều tâm sự với nhau. Thế nhưng mấy thời gian gần đây, ngoài việc thỉnh thoảng Phượng có than phiền ông xã dạo này bê tha nhậu nhẹt nhiều quá, thì đâu có nghe phượng nói gì tới chuyện chán đời mà phải tìm tới cái chết tôi bỏ cả bữa cơm đang nấu dở vội vàng lấy xe chạy ngay tới nhà phượng để coi thực hư ra làm sao khi vừa cho xe rẽ vào con hẻm nhà phượng là tôi đã bùn rùn tay chân và lờ mờ nhận ra đó không phải là sự nhầm lẫn hay lời đồn nhảm nào mà đúng là sự thật. Tôi nghe tiếng khóc, tôi thấy người ta ra vào nhà Phượng thật đông, làm hai chân tôi không còn đứng vững được nữa. Cố gắng lắm, tôi mới dựng được chiếc xe tựa vào hàng rào và lập cập bước vô nhà. Các bạn biết không? ngôi nhà này là của vợ chồng phượng vừa dọn về đây mới được hai tháng vợ chồng nó không đủ tiền mua phải vay mượn cả hai bên nội ngoại mới đủ tạo cho mình một tổ ấm riêng tư trước kia điều làm phượng buồn phiền nhiều nhất chính là sự trung đụng va chạm với những người bên gia đình chồng vợ chồng phượng ở chung với ba mẹ chồng và bốn đứa em chồng mà đứa nào đứa nấy đã lớn phồng phao nhưng vẫn cứ xòe tay xin anh chị từng đồng ăn quả bánh chúng lại không ngừng soi mói xét nét từng điệu bộ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói của phượng làm cho nó cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng nó vẫn thường bảo tôi tao mà sống trong nhà đó chừng nửa năm nữa thì một là tao phát điên hai là tao sẽ ở tù vì tội giết người tôi khuyên ui tôi mày đừng có mà nghĩ bậy bạ quá không nên nếu ở đó không thoải mái thì mày có thể đề nghị chồng dọn ra riêng mà chồng mày đâu phải là con một mà sợ việc ra riêng khó khăn trên và dưới chồng mày Trai gái đều có đủ. Nếu vợ chồng mày xin phép ra riêng, chắc không có trở ngại gì đâu. Không chừng người ta còn mừng nữa là khác. Phượng thở dài đánh thượt. Ôi trời, tao cũng biết vậy. Nhưng cả hai vợ chồng đều là công chức văn phòng. Đồng lương thì hạn hẹp. Biết chừng nào tao mới có đủ khả năng để mua cho mình một cái căn nhà riêng mà dọn đi chứ mày tôi cười. cười nếu mày đừng đòi hỏi nhà cao cửa rộng mặt tiền mặt phố gì hết thì cũng không quá khó khăn với mày đâu này nhá cả hai gia đình đều khá giả vợ chồng mày có thể mượn cả hai bên mà đúng không mày mua một căn nho nhỏ trong hẻm giá cả cũng không đến nỗi nào đâu sau lần chuyện đó không biết phượng nó về tỷ tê với chồng thế nào không biết mà một thời gian sau nó hí hửng gọi điện khoe với tôi ê mày có một ngôi nhà khá ngon lành nhưng họ lại kêu bán rất rẻ ông xã tao đã chấm rồi hai bên cũng hứa cho mượn tiền <laughs> tao mừng quá mày ơi vậy là vợ chồng tao sắp sửa được có cái tổ chim cúc cu của riêng mình rồi mày mừng cho tao nhé theo như lời của phượng nói Ngôi nhà đó đã bỏ hoang đã rất lâu vì chủ gia đình định cư ở nước ngoài. Sang tên ngôi nhà đó cho một người bà con xa. Người bà con đó cũng không sinh sống ở đây nên căn nhà cứ đóng im ỉm từ hơn 10 năm nay. Chỉ thỉnh thoảng một năm vài ba bận, người bà con về đảo qua một tí, xem xét rồi lại đi giờ đây người bà con đó cũng đã lớn tuổi rồi nên muốn bán đi để không phải lui tới thăm nom gì nữa tôi thực sự mừng cho bạn ngày vợ chồng phượng dọn nhà tôi cũng đã bỏ ra một ngày chủ nhật để lăn xả vào giúp bạn và tôi cũng là người khách duy nhất có mặt trong bữa cơm đầm ấm đầu tiên trong ngôi nhà đó trong bữa cơm tân gia ấy, tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc dạng ngời trong đôi mắt của Phượng. Nó vẽ ra cho tôi thấy một cảnh sống yên bình, hạnh phúc của vợ chồng nó trong ngôi nhà này khiến tôi phát ghen lên được. Vậy mà chưa được mấy tháng, hôm nay ngôi nhà đó lại nhộn nhịp người lui tới nhưng không phải để chia vui với vợ chồng phượng mà là để tới đưa tiễn phượng lần sau cuối bác sĩ pháp y đang khám nghiệm xác của cô ấy ở căn phòng phía bên kia kìa tôi được một người cho biết khi hỏi việc tầm liệm phượng đã được tiến hành chưa nghe nói thế ngực tôi đau như thắt lại nhưng tôi phải cố nén lại nhấc từng bước chân nặng nề đi thẳng xuống nhà sau. Vừa trông thấy tôi, mẹ Phượng khóc òa lên, bà ôm chầm lấy tôi rồi gần như là là đi trong tay của tôi. Tôi phải cố gắng hết sức mới có thể dìu bà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Nước mắt tôi cũng đã chảy dòng dòng hai bên má. Bác ơi, tại sao phượng nó lại biết là sẽ làm cho người thân của phượng đau thêm khi hỏi câu hỏi đó nhưng tôi không sao đè nén được lòng mình đè nén được nỗi thắc mắc đang chiếm hữu trong tâm tư tôi mẹ phượng khóc ngất từng cơn không thể nào nói lên được lời gì với tôi mây em chồng phượng đứng bên cạnh đỡ lời chị phượng chết quả thật bất ngờ đối với tất cả mọi người chị ạ à. trưa hôm nay anh nam em đi làm rồi bận tiếp khách nên không về trưa như thường lệ chị phượng mấy lần gọi di động cho anh đều nghe báo không liên lạc được nên chị đâm ra nghĩ ngợi lung tung sự thật theo anh nam nói là tại máy anh hết pin nhưng chị phượng lại không nghĩ vậy Chị nghĩ anh Nam đi đâu đó không đẳng hoàng Nên mới tắt máy đi như vậy chị ạ Chị buồn Có ghé qua nhà hỏi em biết anh Nam đi đâu không Em nói đùa Chắc là anh ấy đi thăm bà con rồi chứ gì hả chị Nói xong Thế mặt chị Phượng tỏ ý không vui Nên em lảng qua chuyện khác Hai chị em nói vài ba câu bâng quân nữa Thì chị Phượng ra về vậy mà chỉ mấy tiếng đồng hồ sau em nghe tin chị phương báo thắt cổ chết em điếng cả người và thấy ân hận quá có thể câu nói đùa của em cũng là một trong những tác nhân gây ra cái chết cho chị mây vừa kể vừa sụt sịt khóc tôi thấy cái lý do đó không thể chấp nhận được dẫu biết rằng tính tình phượng hay giận hờn nhưng sự việc đó đâu có gì đâu đến mức phượng phải tự kết liễu đời mình như thế chứ mẹ phượng cố nén tiếng tức tưởi trong lồng ngực không hẳn vậy đâu hai con tại các con chưa biết cách đây mấy hôm phượng có về chơi nó kể cho bác nghe nhiều chuyện lạ xảy ra trong nhà đó bác thì cứ tưởng nó nghĩ ngợi suy diễn lung tung thế nên đã cố mắng át nó đi chuyện gì thế hả bác có lẽ anh nam con mây lo lắng hỏi mẹ phượng lắc đầu không chuyện không dính tới thằng nam phượng nó bảo những lúc ở nhà một mình và nhất là vào ban đêm những hôm nam bận trực ở cơ quan hoặc đi đâu đó về khuya phượng thường thấy làng vàng bóng một người nào đó trong nhà mình cầm cái vòng dây đưa ra đồng thời có tiếng nói thì thầm rủ dê phượng cùng chơi một trò chơi gì đó rất thú vị và phượng nói tự nhiên lúc đó phượng không cảm thấy sợ hãi gì mà trái lại còn rất muốn tham gia trò chơi đùa cùng với người ấy nhưng lần nào cũng vậy khi phượng chuẩn bị chui đầu vào cái vòng để bắt đầu trò chơi thì nam lại về tới hoặc có một chuyện gì đó làm cho phượng bừng tỉnh đồng thời cái bóng kia cũng biến mất lúc đó phượng nó mới thấy sợ sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi mà phượng nó không dám kể cho ai biết nó chỉ kể với bác hy vọng bác cho nó một lời khuyên vậy mà bác lại la mắng nó thật là tội nghiệp cho con tôi con ơi là con <laughs> bà lại nghẹn ngào khóc tôi và mây cùng sững sờ khi nghe mẹ phượng kể lại câu chuyện đó và tôi cũng nhớ lại chiều hôm qua chính phượng cũng đã nói loáng thoáng với tôi về chuyện ma quái gì đó rồi trời ơi chẳng lẽ cái chết của phượng lại là do ma quái gây ra tôi cảm thấy hồi hộp trong lòng cố quay sang mây hỏi thêm câu nữa phượng chết thế nào ai là người phát hiện ra đầu tiên về mây mây kéo tay áo quệt nước mắt nước mũi đang chảy tràn trên mặt nói trong tiếng tức tưởi chị ấy treo cổ tự vẫn chính đứa bé nhà kế bên hằng ngày vẫn thường sang chơi với chị phát hiện ra đầu tiên anh nam nhà em rất yêu thương chị ấy tuổi em nhiều khi không phải với chị nhưng nói đúng ra không có ác ý gì tụi em cũng không ai thù ghét chị không biết thế nào mà vì anh nam hay vì tụi em nữa mà chị chị chết một cách đau đớn như vậy có thể bác nói đúng có thể chết vì chết vì một thế lực nào khác cũng nên mây vừa nói tới đó thì nam đi từ nhà trên xuống gương mặt nam thất thần trông như già hơn mấy tuổi vừa trông thấy tôi nam vồ tới chụp lấy hai tay tôi lắc lấy lắc để hạnh ơi phượng nó có nói gì với hạnh không tại sao tại sao phượng lại chết tức tuổi như vậy hạnh hạnh nói cho tôi biết đi tại sao phượng lại chết tại sao tại sao mặt nam co rúm lại đau đớn nhưng không có bất kỳ một giọt nước nào chảy ra có lẽ khi nỗi đau đã ở mức tột cùng rồi thì không làm người ta chảy nước mắt được nữa tôi nhăn mặt nhưng để yên cho nam bóp hai cổ tay tôi đến nỗi đau điếng không mấy hôm nay bận việc nên hạnh và phượng chưa có thời gian nói chuyện nhiều với nhau chỉ mới chiều hôm qua gặp phượng một thoáng ở bên đường phượng có hẹn sẽ kể cho hạnh nghe chuyện ma cỏ gì đó nhưng chưa kịp thực hiện thì thì phượng nó đã bỏ đi rồi nam nhìn tôi đau đáu hạnh nói sao chuyện ma quái à trời ơi chẳng lẽ nào <laughs> phượng ơi anh có lỗi với em rồi anh đã không tin những gì em kể nên mới xảy ra nông nỗi ngày hôm nay mẹ Phượng mây và tôi cùng ngạc nhiên há hốc miệng khi nghe Nam kêu lên những lời như thế Tôi là người bình tĩnh nhất trong số đó nên cố gắng vừa ăn ủi vừa khai thác Nam Nam đừng như vậy có gì thì cứ từ từ nói ra cho mọi người để mọi người cùng hiểu và chia sẻ với Nam Nam ạ à giờ thì nam khóc òa lên không không phải khóc mà là dùng từ giống lên mới chính xác nam giống lên một tiếng thê lương rồi từ từ sụp đổ xuống cạnh chân của mẹ phượng à! nam ôm chặt hai gối của bà nức nở ơi mẹ ơi mẹ hãy mắng chửi con đi hãy giết con đi chính con tại con mà phượng đã phải chết tại con mà con gái yêu quý của mẹ đã phải rời xa lìa đời này trời ơi trời ơi là trời tại sao tại sao tôi không chết luôn đi tôi còn sống mà làm gì nữa tại sao tôi có thể sống trên quãng đời này mà không còn có phượng mà phải đeo đẳng trong lòng tôi sự ân hận vô biến này ở trời trời ơi dù đau đớn thắt lòng thắt dạ mẹ phượng cũng cố nén để dỗ dành cậu con rể mà bà yêu thương còn hơn con ruột không sao không sao đâu con con đừng nghĩ như vậy con đừng tự dằn vặt làm khổ mình như thế con phượng chết là tại số phần nó đến đấy là hết con cứ cố nghĩ như vậy sẽ thấy an ủi được phần nào mẹ cũng đang cố gắng mẹ con chúng ta cùng cố gắng lòng tôi đau như cắt trước cái chết của đứa bạn thân và càng đau hơn khi phải chứng kiến những người thân yêu của phượng đang vật vã và tự nhận lỗi về mình trong tôi sự thắc mắc kia chưa được giải tỏa thì lại tiếp tục bị những thắc mắc lớn hơn bùa vây tôi nhất định phải làm cho sáng tỏ mọi việc tại vì sao câu chuyện của mẹ phượng và nam đều có liên quan tới những lời kể gì đó của phượng phượng đã kể mà mọi người không tin vì vậy họ cho rằng chính điều đó đã gây ra cái chết của phượng vậy thì phượng đã kể gì những chuyện hư ảo ma quái như lời mẹ của phượng nói hay còn điều gì khác hơn nữa không tôi khom người xuống kéo nam đứng lên rồi một tay kéo tay nam một tay kéo tay mây lôi cả hai người đi băng băng ra sau nhà mặc cho bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn dõi sau lưng ra tới khu vườn phía sau nơi không có ai ngoài ba chúng tôi tôi buông cả hai tay ra rồi ngồi phịch xuống đất nam và mây cũng ngồi xuống bên tôi nhìn tôi như chờ đợi tôi nuốt ực một cái rồi lên tiếng hai người nói cho tôi biết rõ ràng đi tại sao phượng nó lại thắt cổ chết mây ôm đầu khổ sở em đã nói rồi em không biết nhưng em nghĩ chị chết là do bị ghen hờn anh nam mà lúc nãy thì bác hai lại nói khác em em không biết em thực sự là không biết mà tôi quay sang nhìn chằm chằm vào nam nam nhìn thẳng vào tôi run giọng phượng không ghen tôi biết chắc điều đó vì tôi chưa hề làm chuyện gì có lỗi với phượng dù là chuyện nhỏ phượng biết điều đó có đôi khi phượng cằn nhằn tôi về việc ăn nhậu thế thôi chứ chuyện ghen tuông thì tuyệt đối là không có và cũng không bao giờ chỉ vì chuyện không liên lạc được với tôi có mấy tiếng đồng hồ mà phượng lại giận dỗi đến mức treo cổ tự tử như thế tôi thực tình là không hiểu nổi điều quái quỷ gì đã xui khiến phương làm chuyện đó pháp y người ta khám nghiệm vì có thể phượng đã bị giết chết trước rồi việc treo cổ chỉ là hiện trường giả để đánh lạc hướng mà thôi đó là ý nghĩ của người ta còn tôi tôi cũng không nghĩ có ai đó giết phượng mà giết giết cái gì chứ Cả của cải trong nhà vẫn còn đủ nguyên vẹn không mất mát một thứ gì vậy là nhất định không phải giết người cướp của rồi còn giết vì thù oán vì tình ư hạnh cũng biết rồi cuộc sống vợ chồng tôi rất bình thường chưa hề có thù oán gì với ai quan hệ của hai vợ chồng tôi thì lại rất đơn giản không có gì là phức tạp lằng nhằng nên khả năng đó tôi nghĩ là không thể xảy ra được tôi đang điên người thì nghe hạnh nói hôm qua phượng có đề cập gì tới chuyện ma với cả hạnh có phải không ừ đúng là hơn một tuần trước phượng cũng có nói với cả tôi anh ơi em nói anh điều này anh đừng có la em nhé từ nay hết giờ làm thì anh về nhà với em ngay đi em ở nhà một mình sợ lắm hình như hình như trong nhà mình có có ma hay sao ấy anh ạ à? tôi phì cười vì thấy phượng thật trẻ con lúc đó tôi cứ nghĩ cô ấy đưa ra lý do đó để tôi không la cà nhậu nhẹt với bạn bè thôi một lý do hết sức trẻ con phải không hạnh thế nhưng tôi vẫn hỏi để trêu phượng ma sao em nói vậy em đã thấy ma chưa phượng ngồi sắt vào tôi thu hai chân lên ghế ra vẻ rất sợ sệt Tôi còn thầm nghĩ cô ấy đang đóng kịch trước mặt tôi. Em... Em... Có lẽ em đã thấy rồi. Không rõ ràng lắm. Và lần nào sau đó em cũng có cảm giác giống như mình mới ngủ dậy. Nên cũng không chắc lắm. Nhưng anh à, là thật đấy. Không phải em nằm ngủ mơ đâu. <laughs> thật à? Sao? Ma hiện ra nói gì với em? Tôi bật cười phượng giận dỗi anh không được cười nhạo em anh phải tin em chứ em nói thật đấy không phải là em bịa ra đâu vì không muốn phượng hờn nên tôi ra bộ nghiêm chỉnh thì lúc nào anh chẳng tin em nào kể anh nghe đi em thấy được những gì nào phượng run run lần nào em cũng thấy cái sự loáng thoáng của một bóng người không rõ là đàn ông hay đàn bà nữa bóng người đó cầm trên tay một sợi dây dài lắm một đầu có thắt vòng tròn người đó cứ vung vẩy sợi dây trước mặt em đồng thời bên tai em lại cứ văng vẳng nghe như ai đó rủ dê cùng tham gia chơi một trò chơi rất lý thú nào chui đầu vô dây chui đầu vô dây chui vào sẽ khám phá Tiếng nói ấy cứ không ngừng thôi thúc em Thúc giục em anh ạ à. Đến nước này thì tôi không thể nín cười được nữa Tôi cười bò ra Cười chảy cả nước mắt Vừa cười tôi vừa nói <laughs> Em ơi Bắt đầu từ ngày mai Em, em nên viết văn đi đầu óc của em tưởng tượng hay lắm. <laughs> mà em mà viết văn, anh đảm bảo rằng bà Rowling, tác giả bộ sách Harry Potter nổi tiếng thế giới sẽ phải nghiêng mình chào thua em và tên em sẽ được nằm trong danh sách những người có thu nhập cao nhất thế giới vào một ngày không xa. <laughs> Phượng đấm thùm thụp vào lưng tôi lấy gối ném vào tôi loạn xạ tôi vừa chạy tránh vừa cười không ngớt vì tôi cười quá nên phượng cũng thôi không giận nữa và tôi cũng xem đó là một sự vòi vĩnh trẻ con của phượng mà thôi thật không ngờ tôi thật không sao ngờ được phượng lại chết bởi cái vòng dây mà đã có lần phượng đề cập tới hạnh ơi Trước nay tôi không tin vào chuyện ma quỷ Nhưng trước sự việc này Tôi... tôi hoang mang quá Hạnh nói gì đi Nhận xét của Hạnh về chuyện này ra làm sao Tôi thực sự bối rối trước vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng của Nam Là người theo đạo công giáo Tôi không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ Nhưng những gì Nam vừa nói Cũng khớp với mẹ Phượng lúc nãy Vậy chuyện đó có dính dáng gì tới cái chết của Phượng hay không? Mây mặt xanh danh như tàu lá, tay nó bấu chặt vào tay tôi mà vẫn không run lên bẩn bật. Chị ơi, có khi nào ma thần vòng đã giết chết chị Phượng của em không hả chị? Tôi hít một hơi thật sâu và cố nói giọng thật bình tĩnh. Em để cho chị có thời gian suy nghĩ đã Mọi việc quá bất ngờ và nằm ngoài sự hiểu biết Nên chị không thể có kết luận gì được trong chuyện này Đúng là chiều hôm qua Lúc gặp chị trên đường Phượng có nhắc tới chuyện gì đó ma quỷ Nhưng chị không quan tâm lắm Ai dè hôm nay lại xảy ra sự việc như thế này Thôi Nam với mây vô nhà lo sắp xếp công việc đi Nam gục mặt xuống gối, nấc lên mấy cái liên tiếp, rồi đứng lên lào đảo, đi vô nhà như người say rượu. Tôi nhìn theo Nam mà thấy lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Nam và Phượng yêu nhau từ lâu, nhưng hai đứa cứ chờ đợi khi nào công việc thật ổn định mới tiến đến việc hôn nhân. Cưới nhau hơn hai năm rồi mà vẫn chưa có con nhưng chúng nó vẫn rất hạnh phúc hai vợ chồng yêu thương nhau gắn bó với nhau không ai không nhìn thấy vậy mà mây đứng im bên cạnh nhìn tôi một lúc rồi lại khóc thút thít hồi chị Phượng còn sống em đôi khi em có gây ra lỗi lầm với chị ấy nhưng nhưng bây giờ em biết thương chị ấy biết bao nhiêu chị ạ Giá mà chị ấy bị xỉu thôi Chứ không phải chết Để chút nữa tỉnh lại Em 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 sẽ nói với chị ấy lời xin lỗi Tôi vuốt tóc con bé An ủi Thôi không sao đâu Phượng sẽ hiểu lòng thôi mà Em đừng có dằn vặt mình nữa như thế Mây vừa tốt nghiệp cấp 3 Đang chờ kết quả thi đại học tháng rồi Hồi đó thỉnh thoảng phượng có kể với tôi mây thường nói ra nói vào để mẹ chồng phượng có cái nhìn không tốt về cô nhưng giờ đây chắc có lẽ phượng cũng đã hiểu rồi vì tính ích kỷ trẻ con nên mây mới có những hành động đó chứ thực ra cô bé cũng đâu có oán ghét gì phượng mây kéo tay tôi chị chị đi với em vô phòng chị phượng đi tôi toan hỏi để làm gì nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng nói gì mà chân cứ bước theo mây một cách lặng lẽ